Trên màn cứ xem mà Thành Luân đang tuốt lại với ly bộ bàn ghế nghê Minh Quốc nghê bằng chất liệu gỗ mun hoa da báo mun nào cột 12/14. Sản phẩm đã được chúng tôi đang đánh với ly hút bóng một lần cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho khách tại An Lão Hải Phòng. Các bác có thể thấy đây, những cái sản phẩm bằng gỗ mun của chúng tôi làm bao giờ nó cũng cái đường nét nó rất là sắc nét, cũng như là cái sắc vân nó vô cùng là độc đáo, nó khác biệt hẳn so với những cái sản phẩm gỗ mun trên thị trường. Quý khách nào mà đã xem những sản phẩm đồ gỗ Thành Luân làm mà gỗ mun rồi thì các bác có thể thấy được những cái sắc vân của chúng tôi là hoàn toàn tự nhiên và được đánh vân y trần theo yêu cầu của khách hàng, là chúng tôi đánh vân y trần. Đấy. Còn nguyên vân gỗ không hề can thiệp thêm một tí màu sắc nhân tạo cả, tất cả là vân gỗ tự nhiên 100%, và vân gỗ tự nhiên thì bao giờ nó cũng sẽ thật và nó có độ ở trong riêng, cũng như cái vân nó đen là rõ đen và vàng là rõ vàng, không bắn màu quá nhá. Và anh xem một số những cái sản phẩm gỗ mun khác bao giờ cũng sẽ có bắn màu. Sản phẩm của chúng tôi là vân gỗ tự nhiên 100%, và cái kỹ thuật làm nữa, kỹ thuật làm một cái bộ ghế đẹp nó hội tụ đủ ba yếu tố cho nên bộ bàn ghế nó tuyệt đỉnh. Đó là nhất dáng, là cái dáng cong của chúng tôi, dáng cong tuyệt đỉnh, dáng đẹp thì làm gỗ gì cũng đẹp và chơi đều đẹp. Mình chơi gọi là mình chơi nghệ thuật, chơi bàn ghế không đơn giản một bộ bàn ghế bình thường nữa, mà là một bộ bàn ghế cả một cái quá trình tâm huyết của người thợ dồn vào đây. Cái dáng ghế nó cực kỳ đỉnh cao luôn, nhất dáng, nhì gỗ, và thứ ba là bắt đầu kỹ thuật chúng tôi đường nét độc chạm. Ba cái yếu tố này hội tụ lại thành một cái sản phẩm nó vô cùng là độc đáo. Những cái đôn này, những cái đôn chúng tôi làm tròn, vo tròn tứ diện, những cả cái đôn đơn giản nhất chúng tôi vo tròn, bàn cũng vậy, bàn đây, bàn cũng vo tròn tứ diện, bàn chúng đang như đẹp long lanh luôn. Với một cái sản phẩm như này chúng tôi bán với giá trị giá là 400 triệu một bộ, gồm 6 thứ, một đoạn dài, hai ghế ngắn, một bàn và hai đôn bằng gỗ mun nào, tất cả được làm một chất liệu gỗ mun nào 100%, không hề can thiệp thêm một tí vân nhân tạo cả, không bắn màu, không kẻ vẽ, gỗ mun nào 100%, không pha tạp, không pha gỗ mun khác. Quý khách hết sức lưu ý những đường nét đục chạm thì hoàn toàn đục thủ công vào tay, các bác có thể thấy đây, hoàn toàn đục chạm thủ công vào tay. Toàn bộ ván mặt dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân, vách tựa lưng dày 5 phân rưỡi, đục hai mặt với nhau và vanh cong rất là đẹp, đục ngũ luân vần cầu. Mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu đặt hàng liên hệ ngay với đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, và có thể nhắn tin trực tiếp với chúng tôi theo hai số máy Zalo 0972 770 888 và 0967 11 0389.